Vâng, em Thảo Săn Bẫy giá rẻ gửi lời chào tới các bác nhé. Hôm nay một cái lô hàng đó là cái lồng ô của bên cơ sở em lại mới về. Và để phục vụ các bác trên mọi miền Tổ quốc thì em xin chi tiết một chút về cái mẫu lồng ô. Trong thời gian vừa rồi thì cái mẫu lồng ô 8 cửa là cái mẫu lồng mà được các bác quan tâm số lượng nhiều nhất. Hôm nay em về 1.000 cái để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Lồng ô 8 lỗ và cái lồng lò xo nó như thế nào thì cũng rất mong là khi các bác xem ở cái video này hãy xem thật kỹ. Đây là cái lồng ô 8 lỗ này và có đáy dưới nhá. Đấy các bác này. Lồng ô này là lồng ô 8 lỗ. Lồng ô này thì em sẽ có từ 6 lỗ, 8 lỗ, 10, 12, 16 đủ loại. Đấy. Em sẽ cho các bác xem được cái chiều rộng. Đây là cái bề đáy của cái chiều rộng nhá. Bề đáy của cái chiều rộng của nó là 90. Cái bề rộng là 90 này. Còn cái bề cao của nó là 40. Có đáy đổ tôm bên dưới nhá. Đây là cái đáy đổ tôm này. Rất nhiều bác là quan tâm đến cái đáy đổ tôm này, bởi vì nó dễ đổ này, đổ tôm, đổ cá bống. Cái này đánh được tôm, được cá bống, được các loại luôn nhé. Các bác nhìn cái chất vải này. Đấy, cái chất vải lưới nhé. Cái này thì em cũng đã gửi, chắc chắn là các bác mà đã dùng cái mẫu này thì các bác biết tới cơ sở em Thảo. Bên em là bên đại lý chuyên cung cấp về tất cả các loại lồng lưới. Đấy thì trong cái mùa dịch này thì em vẫn đang gửi hàng cho các bác trên toàn quốc nhé. Đấy, trừ những vùng miền mà không thể gửi được thì phải chịu thôi. Còn những vùng miền trong miền Nam mà gửi được em vẫn gửi. Đây là cái lồng ô 8 lỗ này. Đấy các bác nhìn nhá, chất lượng như hình luôn. Đấy, rất nhiều bác xem video thì bảo là gửi cho tôi phải đúng mẫu như này. Thì em cũng nói luôn, nhà em có thế nào thì em giới thiệu như thế, chứ không phải là đăng một cái mà bán cho các bác một cái. Nên các bác yên tâm nhé. Và tới đây là cái mẫu lồng lò xo. Lồng lò xo đánh tôm, chất lưới kim cương. Chất lưới này người ta gọi là chất lưới kim cương, là cái chất lưới cao cấp nhất đấy các bác ạ. Là chất lưới cao cấp nhất trong tất cả các loại lưới nhé. Đấy, đây là cái lồng tôm, cá bống. Nó có kéo khóa để các bác nhà mình cho mồi, đổ cá, đổ tôm qua đây ra này. Nó là chất lồng lò xo nhé, 2 chiều. Lồng hôm 2 chiều. Các bác có thể đánh ở đường sông, suối, mương nước ấy, đều rất ok, được cả cá, cả tôm, cả cua. Đấy. Đấy là cái khóa để mồi đúng không ạ. Cái kích thước của cái lồng lò xo này thì nó là 60 và 30, 30 miệng và 60 dài. Chất lưới kim cương và lồng ô. Chủ yếu thì em sẽ gửi tới các bác cái lồng ô 8 lỗ. Cái lồng ô này thì giá của nó rất chi là rẻ, có mấy chục ngàn một cái thôi. Đấy, khi các bác mua 5 cái 50.000 một cái, 5 cái các bác sẽ mất 30.000 tiền phí ship. Còn cái lồng tròn cái nó là 60.000 một cái này các bác này. Cứ mua 5 cái là mất 30.000 tiền ship. Còn các bác mua 10 cái là sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, còn đây là cái lồng đánh cá nhá. Cái lồng này lồng đánh cá này. Cái mẫu lồng đánh cá này thì nó là cái lưới 1,5 này. Lưới 1,5 nhé. Đấy, lưới rất chi là đẹp. Thì cái lồng lưới này thì bên cơ sở em Thảo cũng đang nhận gửi ship trên toàn quốc. Giá có mấy chục ngàn một cái thôi. Lồng cá và lồng tôm thì sẽ khác nhau, nên rất mong là khi các bác xem được video hãy xem thật kỹ để lựa chọn cho mình một cái dụng cụ thật đúng. Cái lồng ô này thì em sẽ bỏ riêng như này ra để cho các bác xem này. Đấy, lồng ô 8 lỗ nó như thế này các bác nhá. Đây này các bác này. Rất chi là cứng cáp, chắc đẹp. Đấy, 8 lỗ cửa vào. Cái lỗ của lời nó sẽ là 8 lỗ nhá. Cá, tôm, cua vào thì đều không có thể ra được nữa. Đấy. Và với cái dụng cụ này thì nhà em còn có rất nhiều những cái đồ về chài lưới, những cái dụng cụ khác nhau. Khi các bác xem được video ngắn này mà đang quan tâm về nhiều dụng cụ, đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh các bác nhé. Nhấn 2 lần vào quả chuông để xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em Thảo qua những cái đoạn clip ngắn như này. Một cái kho hàng rất là lớn, ngày nào thì em cũng gửi trên toàn quốc cho các bác với tất cả những cái dụng cụ khác nhau. Đấy thì với cái lồng ô này thì các bác miền Nam, miền Bắc, các bác trên mọi miền Tổ quốc đều quan tâm, bởi vì chắc chắn là nhà bác nào cũng gần vùng ao hồ sông suối, các bác có thể giải trí chục cái, 5 cái. Có bác đánh kinh tế, đánh để bán thì các bác dùng đến hàng trăm cái. Đấy thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0865 692 498 và số điện thoại 0943 609 983. Em sẽ tư vấn và gửi đến tận nhà các bác nhé. Số lượng thì em sẽ luôn luôn để chuẩn bị để phục vụ các bác sẵn sàng. Các loại kích thước luôn, cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại để em gửi đến tận nhà. Nếu như các bác mà mua sỉ từ 100 cái và lên thì giá sẽ rất chi là hợp lý nhá, bởi vì cũng rất nhiều bác mua nhiều. Đấy, một ngày thì em cũng đã xuất hàng trên toàn quốc với cái số lượng lớn, thì cũng rất vui là được các bác luôn luôn quan tâm ủng hộ tới những cái dụng cụ của bên cơ sở em Thảo. Cái hàng thì bắt đầu vào kho. và cũng chuẩn bị để đóng gói cho các bác đây. Các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem được thật nhiều những dụng cụ hay của bên cơ sở em Thảo qua những đoạn clip ngắn như này nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.